Đây hôm nay thì mình sẽ quay trực tiếp con AT340 này. Đây có chú đang muốn mua. Cho bạn nghe xem chất lượng âm thanh khi mà mình quay ở công viên như thế này. Loa này thì nó gọi là lồi đồng cối đá. Vì sao? Độ bền có, chắc chắn có. Và toàn bộ phủ đây là phủ cái này là mặt đá hết. Đây tay mic cho anh em xem. Rất là đẹp như thế này. Và xét được ngay tần số trên thân mic. Mình sẽ thử nhạc vàng tại công viên này. Tại công viên lớn nhất khu vực phía Nam này. Cho anh em nghe thử chú nhỉ. Làm thử tí không chú, nghe thử hát luôn. Hay là chú ấy mua đấy. Alo, 6, 7, các bạn nghe tiếng mic lên này. Mình sẽ lên nhạc cho quý vị nghe nhá. Alo. Truyền hình ba mình lắp được, TV bắt đầu bắt được, lắp TV hát luôn, lắp TV hát luôn, chú nghe thử. Khi sơn hà nhiều lối điêu này, đôi bờ đôi ngã phân mây, nghĩ chi nhiều đến chuyện chú mê. Nghe được không? Âm thanh là do mình chỉnh, bát mic là do mình chỉnh. Hết đây cồn, lên, lên, 6, 7, lên đây cồn. Alo, cắt echo nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên echo này. Alo, vang, alo, 6, 7, 1, 2, delay đây. Em ơi, giờ em còn phiêu giản nơi đâu. Đấy, lên. Đây mình chỉnh hát nó vượt chuột. Hát nó mệt này cho tăng âm lượng mic lên. Ok anh em nhá.